Xin chào anh chị, video clip này kênh Tự Gia Phát đang đi giao một cái cân sàn điện tử cho một anh khách hàng ở Long Khánh, Đồng Nai, và anh đang kinh doanh về thùng cà tông giấy phế liệu. Và đây là cái cân sàn điện tử mà anh đã chọn, cân sàn 1.2 x 1.2 mã T7E, và đây là đầu cân điện tử luôn có tên Gia Phát, số hotline hay địa chỉ, để anh chị có thể gọi bất cứ lúc nào mà khi anh chị đã mua cân điện tử của cân điện tử Gia Phát. Thì cái cân này anh thích vì là cái màn hình LED đỏ rất là to rõ, và anh có thể đứng xa 5 mét anh vẫn có thể đọc số rõ ràng. Và đây là xe tải và người khách hàng đã mang giấy đến bán cho anh. Thì ảnh ở Long Khánh, Đồng Nai, và ảnh mua giấy phế liệu, nhưng mà nhà ảnh rất là sạch đẹp, và nhìn vô thì mình không nghĩ rằng là ảnh đang kinh doanh về về phế liệu giấy, nhìn rất là sạch đẹp. Và bây giờ là khoảng chừng 2:30 chiều mà đã có người mang giấy đến bán cho anh. Thì anh có thể hình dung được rằng cái việc kinh doanh của anh này rất là thuận lợi. Và anh chọn cái dạng cân sàn này vì kích thước sàn nó rộng 1.2 x 1.2. Anh có thể đặt những cái kiện giấy như thế này, những cái thùng giấy như thế này rất là thuận lợi. Nó sẽ khác biệt nhiều lắm so với một số cái dòng cân bàn trên thị trường, hay là dòng cân bàn, dòng cân nông sản, dòng cân ghế ngồi khác mà một số phế liệu họ hay dùng. Vì anh thích cái bàn cân nó rộng để anh bỏ được một chồng giấy rất là cao lên, và anh không có sợ bị ngã đổ vỡ gì hết, cân rất là thoải mái. Và đặc biệt hơn nữa là cái đầu cân hiện tại thì đang gắn ở trên cái chân đế chữ thập như thế này, nhưng mà sắp tới thì anh sẽ gắn cố định cái đầu cân lên tường, thì lúc đó thì cái cân nó càng kiên cố và càng ổn định hơn nữa, anh không có lo lắng về cái chuyện mà rơi rớt đổ bể vỡ. Và một số cái xưởng hay nơi kinh doanh phế liệu khác thì họ sẽ chọn nhiều cái dòng cân khác nhau. Tuy nhiên thì chắc là do đặc thù của cái ngành, cái sản phẩm anh mua là giấy cà tông, cho nên là nó gọn sạch đẹp như thế này. Thì xem xong video clip này thì anh chị một số xưởng phế liệu khác, thì nếu mà cần đến một cái cân để cân những kiện giấy, cân những cái thùng tôn, nhân cân những cái bành lon bia, thì cũng có thể chọn cái dòng cân này để cân rất là thuận lợi. Tại vì cái chiều cao của cân nó chỉ 10 cm. Và xem xong video clip này, anh chị cần thêm thông tin thì anh chị có thể gọi